hiện nhiều bé mèo bị bỏ rơi, bị bệnh. Có người gọi tôi điện thoại, nói là rơi mèo. Tôi đào đây nhìn, thật nhiều. Những chậu cây bên trong đều là. Mới đây, một cảnh tượng đau lòng đã được chàng trai này ghi lại trong một lần vô tình bắt gặp. Không phải một em mèo mà rất nhiều bé mèo bị bỏ rơi ở ngoài đường. Bên cạnh chỗ các em bị bỏ rơi vẫn còn lại chuồng của các bé. Lúc này, chàng trai đã đến kiểm tra tình hình từng bé mèo mới phát hiện các bé đều có tình trạng bị căn bệnh nguy hiểm của các em thú cưng là bệnh phiếp. Có lẽ các em mèo chỉ vừa mới bị bỏ rơi ở đây. Vì có một số đồ ăn nằm trên đất, điều đáng suy nghĩ là tại sao chủ của các em lại bỏ rơi các em trong tình huống như thế này. Những em mèo này vô cùng quấn người. Chàng trai này cứ đến gần em nào là em đó sẽ chủ động quấn lấy mà không hề sợ sệt. Trên khuôn mặt các bé dường như chưa hề biết rằng mình đã bị bỏ rơi bởi chính người chủ của mình. Được biết, sau clip này, chàng trai đã giải cứu đàn mèo bị bỏ rơi trên và kêu gọi quyên góp để cứu các bé. Hy vọng sẽ không có em mèo nào bị bỏ rơi trên thế giới này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.